Chị Thanh Huyền mến chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên nhé. Các em ơi, trường Trung học cơ sở Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ vừa tổ chức cho 60 bạn học sinh khối lớp 9 tham gia hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đấy. Đây là một trong những hoạt động nhằm giúp các bạn học sinh hiểu sâu sắc hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như sự hy sinh, chiến đấu gian khổ của các anh hùng liệt sĩ để giành độc lập, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng mình hãy cùng chị tìm hiểu những hoạt động vô cùng ý nghĩa này nhé. Một trong những hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị và ý nghĩa đó là đẩy xe đạp thồ đầy các em ạ. 60 bạn học sinh trường Trung học cơ sở Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ đã chia thành các đội, sau đó tham gia đẩy 2 vòng xung quanh khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây thực sự là thử thách gian khó đối với các bạn ấy đấy, bởi công việc này đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và cả tinh thần đoàn kết nữa. Sau khi về đích, chiến sĩ nhỏ nào của chúng ta cũng thấm mệt. Hoạt động trải nghiệm này đã giúp cho các bạn học sinh thấm thía hơn sự gian khổ, chiến đấu anh dũng và cả ý chí quyết tâm của thế hệ cha ông năm xưa tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Để xe đạp thô thì trong quá đường mình chạy chỉnh điều xe khó đây, nhưng mà mất sức, bắt đầu lương thực nặng, nó khó di chuyển. Thử thách này cả thế cũng rất là khó, để chúng ta để thực hiện được cái này rất cần sức khỏe. Sau khi trải nghiệm này sau rất là vui, thấy mệt nhưng mà vui. Em cảm thấy khó nhất là lúc buộc bao ạ, tại vì nó cần phải có kỹ năng. Về đích được đến nơi thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là ý nghĩa, và ông cha ta đời trước đã làm công việc này rất là cực khổ ạ. Em rất cảm ơn và ghi nhớ công ơn của ông cha ta đi trước ạ. Bên cạnh hoạt động đẩy xe đạp thồ, các bạn học sinh còn được tham gia vào nhiều hoạt động khác như tham quan khu trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bức tranh panorama, hoạt động truyền tin đồng đội, em tập làm hướng dẫn viên, từ đó giúp các em có những trải nghiệm thực tế ngay tại khu di tích, đồng thời tạo sự hứng thú, thu hút sự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi về lịch sử của dân tộc. Em đến đây thì em được biết thêm rất nhiều những vũ khí của quân Pháp. Trong thời kỳ kháng chiến thì vũ khí của quân Pháp đã hiện đại, có sự hiện đại hơn so với vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam ta. Nhưng mà với một tinh thần kháng chiến, ý chí kiên cường thì quân đội ta vẫn chiến thắng cả những vũ khí của quân Pháp bằng những vũ khí thô sơ. Đến đây thì em bên cạnh đó thì em cũng tiếp thu được thêm những kiến thức mới và em đã ghi chép lại để có thể nắm bắt được và mở mang thêm ạ. Thực ra thì với cái chương trình giáo dục mới thì đang hướng tới phát triển cho học sinh về kỹ năng, là mong muốn rằng học sinh được thực tế trải nghiệm những cái hoạt động, và từ những cái trải nghiệm này thì học sinh có thể thấy được những cái ý nghĩa, cái lịch sử hào hùng của cha ông đã hy sinh để cho các con có được ngày hôm nay. Đó là lý do mong muốn, và thực tế rằng không chỉ giáo viên trong nhà trường và các bậc phụ huynh cũng rất là mong muốn các con được tham gia trải nghiệm. Và để lựa chọn cái đối tượng học sinh là nhà trường đã ưu tiên học sinh lớp 9 để các em trước khi ra trường các em có một cái sự trải nghiệm. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình quy mô hoành tráng và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên hiện nay đấy các em ạ. Công trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc và nội dung trưng bày, với gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh đã khái quát sinh động, sắc nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta trong 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm, mưa sầm cơm vắt của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, bức tranh panorama tái hiện lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ mang giá trị về lịch sử, là thông điệp về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta, mà còn là điểm nhấn mới cho du lịch lịch sử Điện Biên, nguồn tư liệu quý góp phần bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau đấy các em ạ. Em cảm thấy rất là tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ hào hùng này ạ. Và em cảm thấy ngày xưa các anh hùng liệt sĩ đã phải bỏ máu rất nhiều khi tạo nên được một
chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng lừng lẫy Nam Châu này. Cảm thấy những cái chiến tích mà các anh đã để lại thì cảm thấy vô cùng tự hào, vì là các anh đã đổ máu, hy sinh để cho bọn em có thể sống trong một nền độc lập ngày hôm nay. Và thứ hai là em cảm thấy biết ơn các anh, và em hứa là sẽ cố gắng học tập thật tốt, phải phấn đấu rèn luyện bản thân trau dồi trí thức để có thể trở thành những con người có tài, có ích cho đất nước. Chương trình trải nghiệm Chúng Em Là Chiến Sĩ Điện Biên là hoạt động thường niên được Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ tới thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các em học sinh thì một số em học sinh thì đã có dịp là đến bảo tàng rồi, và một số em học sinh thì là lần đầu tiên đến tham quan bảo tàng, cũng được tham quan các hoạt động trải nghiệm. Trong các hoạt động trải nghiệm thì các bạn học sinh ở ban đầu thì các bạn rất là nhiệt tình và háo hức tương tác với các cô, và đã hoàn thành tốt rất là nhiều những cái hoạt động trải nghiệm mà bảo tàng đã tổ chức trong ngày hôm nay. Thì trong thời gian tới thì Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục xây dựng kế hoạch với những cái nội dung, với những cái chủ đề đổi mới hấp dẫn hơn, để làm sao ngày càng thu hút các em học sinh đến, không chỉ đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ với các tài liệu hiện vật và tham quan bức tranh, mà còn tham gia nhiều chương trình trải nghiệm hơn trong thời gian tới. Bên cạnh niềm vui hào hức thì điều đọng lại sau chương trình trải nghiệm này là các bạn học sinh đã hiểu sâu sắc hơn về trang sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh gian khổ của các thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đặc biệt là trong chiến thắng Điện Biên Phủ đấy các em ạ. Các em thân mến, trong những ngày qua tại sân vận động tỉnh đã diễn ra sôi nổi các cuộc đua tài, đọ sức của các nội dung môn điền kinh tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 11 đấy. Điều đáng nói là trong số đó có rất nhiều các vận động viên nữ đang học trung học cơ sở đã tham gia thi đấu và giành được nhiều thành tích cao. Chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé! Đến với Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần này, bạn Lò Thị Thi học lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Can, thành phố Điện Biên Phủ tham gia môn nhảy cao và đạt huy chương vàng nội dung 1m40 nữ. Trước đó vào năm 2021, bạn Thi cũng đã tham gia môn nhảy cao tại Hội khỏe phụ đồng tỉnh Điện Biên và đạt thành tích rất cao để các em ạ. Hôm nay em có đến thi Đại hội Thể dục Thể thao và em có nhảy cao qua thành tích là 1m40 và giành được thành tích xuất sắc nhất và giành được huy chương vàng. Với cái thành tích đấy, em đã nỗ lực và tập luyện rất là chăm chỉ. Đến với đại hội này, em rất là tự tin và được các thầy cô giáo chỉ dẫn và tập luyện rất là nhiều. Sau được tuyển chọn, các bạn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu, nên khi đến với đại hội, các bạn ấy đều có tâm lý tự tin, thoải mái nhất. Tuy các nội dung thi đấu ngoài trời, thời tiết nắng nóng, nhưng các bạn ấy đều tỏ ra hào hứng, quyết tâm. Nhiều nội dung thi đấu đạt thành tích vượt trội, qua đó đã cho thấy sức bền, sự dẻo dai và ý chí quyết tâm của các vận động viên nữ đấy. Mình tên là Quang Thi Hải Yến, hôm nay mình 13 tuổi, đến từ trường Trung học cơ sở Trấn Can ạ. Mình đến đây thi nội dung là 1.500, 800 và 400m ạ, 3.000 ạ. Mình đã giành được hai giải, giải 800m là mình giành được huy chương bạc và 400m mình được huy chương vàng ạ. Để giành được những thành tích đấy, mình đã rất cố gắng và nỗ lực trong những buổi tập ạ. Mình cảm thấy rất tự hào về nỗ lực của mình ạ. Mình tên là Ngô Cẩm Ly, năm nay 13 tuổi, học trường Trung học cơ sở Trần Can. Khi đến với đại hội, mình cũng khá là nhỏ tuổi, với được các thầy, cô giáo, động viên và gia đình ở bên an ủi, nên mình cũng đỡ được đi một phần. Trong thời gian qua, các thầy cô giáo hướng dẫn tập luyện các nội dung thi, với lại không cho mình bị chấn thương, để đạt được giải, tâm lý phải thoải mái và thả lỏng. Điền kinh là môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có thể lực tốt, nên các vận động viên nữ của chúng ta đã phải rất nỗ lực và kiên trì trong tập luyện. Với tinh thần quyết tâm đó, các vận động viên đã mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn, góp phần thành công vào giải đấu năm nay đấy. Đây là lần thứ hai mà em thi ở bộ môn điền kinh này. Lần trước là em đã đạt được
giải nhất với giải nhì ở bộ môn điền kinh 60m với vật xa. Lần này là em thi 400m ở bộ môn điền kinh giải 3. Trong quá trình thi này em đã không gặp khó khăn gì. Bắt đầu lúc vào thi thì em hơi run run. Em đã cố gắng để đạt được thành tích hôm nay. Để đạt thành tích tại đại hội, các vận động viên, nhất là vận động viên nữ đã phải quyết tâm và nỗ lực vượt bậc để khai mạc. Qua giải thi đấu lần này sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng để tham gia giải điền kinh khu vực và quốc gia trong thời gian tới. Bơi lội cũng là môn thể thao thu hút rất đông các vận động viên nhỏ tuổi tham gia tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này để khai mạc. Tuy có chút áp lực, nhưng bạn nào cũng hoàn thành tốt nội dung thi đấu của mình. Môn bơi lội được tổ chức thi đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, góp phần tăng cường sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng trong phòng chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, môn thi này đã thu hút được rất đông vận động viên nhỏ tuổi tham gia. Nhờ được hướng dẫn và tập luyện thường xuyên, các vận động viên đã mang đến những màn thi đấu hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho người xem những kỹ thuật, động tác bơi vô cùng chuyên nghiệp và đẹp mắt để khai mạc. Mình vừa thực hiện xong phần thi bơi tự do 50m và mình được giải nhì. Để đạt được thành tích đó thì trong khi trọng tài chuẩn bị thổi còi thì mình phải chuẩn bị tâm lý, và khi trọng tài vừa tuyết còi thì mình phải cố gắng dồn lực ở chân để nhảy xuống nước. Trong lần đầu tiên thì mình sẽ bơi thoải mái, tự do, xong mình sẽ dồn lực vào lần sau để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt là 5-7m cuối thì mình phải bung hết sức mình để đạt được thành tích cao nhất. Mình cũng khá hài lòng về phần thi vừa rồi. Khi mà đến với đại hội này thì mình rất là tự tin, vì trước đấy thì mình cũng đã thi rất là nhiều cuộc thi hội khỏe phù đồng rồi và đạt thành tích rất là cao. Khi mà nhảy thì phải bật thật mạnh và cúi đầu xuống. Đấy, khi mà bơi đến đích thì phải chạm thật nhanh, quay đầu phải cúi đầu cho nó lướt. Đấy, và khi rút đích là phải chạm tay thật nhanh, như thế mới đạt được thành tích cao. Do nhiều bạn còn nhỏ tuổi, việc tập luyện không được thường xuyên, trong khi đó lại thi đấu với nhiều vận động viên có bề dày kỹ thuật, kinh nghiệm và cả thành tích, nên đã không tránh khỏi áp lực và lo lắng. Vận động viên nhỏ tuổi mình nhìn thấy khá là nhiều, những vận động viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, mình cũng hơi bị áp lực một chút xíu. Nhưng mà nhờ những thầy cô giáo và cũng tự mình luyện tập chăm chỉ thì mình cũng cảm thấy bớt phần nào đi. Do điều kiện và tình hình học tập không cho phép, thế nên là thời gian luyện tập của mình rất là ít. Nhưng mà tuy thời gian tập luyện mình ít nhưng mà mình cảm thấy rất là tự tin khi mà tham gia đại hội lần này. Khi mà mình đến đây tham gia thi đấu cùng với mọi người thì cảm thấy là mọi người rất là mạnh hơn, có nghĩa là đã có sự thay đổi và tiến bộ hơn sau cái nhiều năm. Trong thời gian tới sẽ cố gắng luyện tập để đạt được thành tích cao hơn nữa. Để chuẩn bị cho cái giải Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh này, trên cơ sở những cái giải ở cơ sở do ngành giáo dục đào tạo Điện Biên tổ chức ở những cái năm các kỳ hội khỏe và đại hội, tôi đã tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt nhất và có khả năng phát triển về năng khiếu môn bơi lội tốt nhất để tuyển chọn và huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, các thầy và tôi trong ban huấn luyện đã lập ra một cái kế hoạch huấn luyện theo một cái chu kỳ để cho các cháu đến điểm thi đấu, các cháu rơi vào một cái thành tích tốt nhất để các cháu thi đấu được thành tích cao nhất ạ. Trước thực trạng mỗi năm trên địa bàn tỉnh đều xảy ra tình trạng tai nạn đuối nước ở học sinh, thế nên việc trang bị cho lứa tuổi thanh thiếu nhi những kiến thức về bơi an toàn là việc làm rất cần thiết. Hy vọng từ giải bơi lội tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên năm nay sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa phong trào bơi lội tới các trường, các địa phương nhằm nâng cao kỹ năng, chủ động phòng chống đuối nước cho lứa tuổi thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên. Đến đây thì chương trình thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng đã hết mất rồi. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những chương trình lần sau nhé. Tạm biệt tất cả các em.